Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Bộ truyện mà chương trình muốn gửi đến cho quý thính giả sau đây với nhan đề Thượng Ẩn phần 2. Mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe. Chương 21. Tiếp tục phá hoại tôi đi. Hai người ở mỏm đất cứng ấy tốn hết 3 ngày. Trong thời gian đó, hai chiếc máy bay tìm kiếm bay qua, luôn lượn quanh ở tầng thấp nhưng không hề phát hiện ra hai bọn họ. Sau đó, đồ ăn trong ba lô cũng hết sạch. Bạch Lạc Nhân quả quyết lập tức phải rời khỏi nơi đây, dù có nguy hiểm cũng còn hơn là phải ngồi để chết. Ngay lúc đầu mới rời khỏi khu vực đầm lầy này xảy ra một chút vấn đề. Có điều cũng may là có hai người, có chuyện gì thì cũng có thể cùng nhau phối hợp. Qua đoạn đường nguy hiểm nhất, sau đó tình hình cũng đỡ hơn. Tuy đi về phía trước tốc độ rất chậm nhưng cơ bản là thuận lợi, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cứ như vậy hai người túm lấy nhau, bước thấp bước cao quay lại con đường Cố Hải đã đi. Đi khoảng được 3 ngày đường, Cố Hải đã đến được nơi dừng xe. Vết bánh xe để lại thành cái hố to vẫn còn, nhưng xe đã không còn thấy đâu nữa. Vốn cho rằng chịu đến cuối rồi, như thế này chẳng phải chịu đựng thêm 2 ngày nữa sao? Không có gì ăn, hai ngày nay chỉ uống nước cầm hơi. Khi may mắn có thể tóm được vài món dân dã, bởi vì không có đủ củi khô đốt, hầu như là ăn sống, nếu không chỉ có thể ăn cỏ và vỏ cây. Bạch Lạc Nhân vừa quay người, Cố Hải liền túm lấy cậu. Cậu cứ kéo thế này đi, khắp nơi đều là đầm lầy, ngộ nhỡ đi xa một chút xảy ra nguy hiểm thì phải làm sao? Tôi lúc đó muốn cứu cậu cũng không kịp. Tôi thà bị rơi xuống đầm lầy còn hơn là để cậu không đâu vào đâu mà kéo đi. Cố Hải cười nghiến răng nghiến lợi, cậu thật có khí phách. Bạch Lạc Nhân nhanh như chớp mất dạng. Cố Hải đứng ở chỗ cũ đợi, chưa đến 5 phút liền sau đó nghe thấy tiếng xa kêu cứu của Bạch Lạc Nhân. Nguy rồi. Cố Hải dồn 3 bước làm 1, chạy về phía phát ra tiếng kêu. Có 2 lần không nhìn rõ thì rơi xuống vũng bùn. Vừa chạy vừa hướng về phía Bạch Lạc Nhân gào to, đừng ngoại ngoại. Cố gắng nằm thẳng, tăng diện tích tiếp xúc giữa cơ thể và dòng chảy. Kết quả, chạy đến bên Bạch Lạc Nhân mới phát hiện cậu ta hoàn toàn không sao, ngồi trên mặt đất, thần sắc buồn khổ. Sao thế? Cố Hải lau lau mồ hôi trên trán. Bạch Lạc Nhân lắc lắc, không đi ra được. Cố Hải bật cười, thật không biết phải nói gì mới tốt, một chuyện táo bón mà cũng phải làm huyên náo đến như vậy. Hai chúng ta 3 ngày nay chỉ ăn cỏ dại, ăn vỏ cây, có thể đi ra được mới là chuyện lạ. Nói xong, đi về bên cạnh của Bạch Lạc Nhân ngồi xổm xuống ra mệnh lệnh. Đưa tay của cậu ra đây. Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng ngước mặt lên. Để làm gì? Cố Hải không phân bua nhiều, lấy tay của Bạch Lạc Nhân đặt lên bụng. Sau đó đặt lên trên tay mình, dùng lực nhẹ nhàng, ấn xuống bên ngoài chỗ ruột đang xoắn lại phía kia. Vừa ôm nhu, vẫn không quên nói một câu mỉa mai. Cậu đúng là tổ tiên sư sống. Thật muốn để đám binh lính thuộc hạ của cậu nhìn thấy cái bộ dạng con gấu này của thủ trưởng của họ. Lông mày Bạch Lạc Nhân càng ngày càng trâu lại, cuối cùng đẩy mạnh Cố Hải một cái. Tôi có cảm giác rồi, cậu mau đi ra chỗ khác. Vì thế, một người nào đó không còn giá trị lợi dụng lập tức bị trục xuất. Cố Hải đứng trên mỏm đất bằng đợi. Đột nhiên nghe thấy trên không trung một tràng tiếng động. Ngước mắt nhìn lên, phát hiện ra một chiếc phi cơ. Hơn nữa, phi công trên chiếc máy bay này cuối cùng cũng có mắt. Không bay qua đầu cậu mà cách cậu tầm 10 mét hạ xuống. Cố Dương từ máy bay đi ra, sải bước nhìn về phía Cố Hải. Sao anh lại tới đây? Cố Dương rất bình tĩnh. Nghe nói cậu xảy ra chuyện nên tôi đến. Bạch Lạc Nhân thư thái đi ra ngoài, vượt qua hai cái cây, thấy cách đó không xa bóng dáng hai người đang đứng, lòng vừa hân hoan, còn chưa kịp vui vẻ, liền nhìn thấy một gương mặt bất lương, nụ cười trên miệng rất nhanh thu lại. Cố Dương lại nhìn thấy Bạch Lạc Nhân trong mắt, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Bạch Lạc Nhân đi đến trước hai người, trực tiếp nói một câu, đi thôi, sau đó sải bước lên máy bay. Không biết tại sao Cố Dương nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lãnh đạm như vậy đi qua ngay cạnh mình, không hề toát ra một phần sắc dị thường nào, trong lòng có thứ cảm giác mất mát. Bạch Lạc Nhân lên phi cơ trước, nhìn phi công hỏi, bay bao lâu rồi? Gần một đêm rồi, phi công ngáp một cái. Bạch Lạc Nhân vỗ cậu ta một cái, được rồi, để tôi lái cho. Sau đó rất nhanh ngồi vào ghế điều khiển. Đợi Cố Dương và Cố Hải lên máy bay, Bạch Lạc Nhân và phi công đã đổi chỗ. Hai anh em họ dĩ nhiên là ngồi đằng sau. Trên đường, mọi người đều trầm mặc. Bạch Lạc Nhân bỗng dưng mở miệng hỏi, có thuốc không? Cố Dương rút ra một điếu, không nói gì đưa lên trước mặt Bạch Lạc Nhân, sau đó lại lấy thêm một điếu đặt lên miệng của mình.
Tạch, tiếng bật lửa. Bạch Lạc Nhân quay đầu nắm lấy cổ tay của Cố Dương, cướp cái bật lửa Cố Dương một cái. Cho xin ít lửa. Bạch Lạc Nhân ngậm điếu thuốc, lộ ra nụ cười ranh mãnh. Cố Dương bị nụ cười không rõ nguyên do đó làm cho lòng khuấy động có thêm một chút run rẩy, còn chưa kịp tiêu hóa, Bạch Lạc Nhân đã quay đầu. Không khí hỗn tạp mù mịt, khói thuốc bao phủ cả buồng máy. Bạch Lạc Nhân không lái về quân đội mà dừng ở quảng trường. Phi công ngồi cạnh gương mặt ngạc nhiên. Sao vậy? Máy bay có vấn đề sao? Không, Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói. Tôi nên xuống rồi. Đây, phi công không hiểu ra sao. Cậu không về quân đội báo cáo sao? Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân liếc nhìn phi công. Bây giờ đang là thời gian nghỉ phép của tôi về báo cáo thì báo cáo cái gì? Nhưng cậu ít ra cũng phải nói cho các lãnh đạo là cậu đã an toàn chứ. Âm thanh phía phi công ngày càng một nhỏ dần. Bạch Lạc Nhân đen mặt tức giận. Cậu không có mồm sao? Phi công bị giáo huấn giống như chú chim nhỏ, đến cả thở mạnh cũng không dám. Cố Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Hải. Cố Hải trực tiếp trả lời một câu. Đừng có nhìn tôi không phải là người của quân đội. Cố Dương âm u nhìn hai vị ông nội không coi mình ra gì, nghênh ngang rời đi. Phi công lại quay sang nhìn Cố Dương. Cố Dương một lời cũng không nói, người cũng đi nốt. Phi công trợn tròn mắt. Tôi đây đi làm gì thế? Tôi không phải phụng mệnh tìm người sao? Người đâu? Nhìn cái máy bay trơ trọi liền đấm ngực dậm chân. Đang coi tôi làm được một chút chuyện, vừa nãy ngồi trên máy bay còn vui vẻ, nghĩ đến việc đem hai người về, thế nào cũng lập được công trạng bậc ba. Bây giờ thì tốt rồi, một người cũng không được đưa về, mẹ nó, có ít hơn cái lúc xuất phát một người. Hai người sánh bước được nửa đường, Bạch Lạc Nhân mới có cảm giác gì đó không đúng. Cậu đi theo tôi làm gì? Cố Hải hừ lạnh một tiếng. Ai đi theo cậu, chỉ là tiện đường mà thôi. Bạch Lạc Nhân không nhịn được hỏi thêm một câu. Thế cậu đi đâu? Đi đến nhà cậu, Cố Hải mở mồm giải thích. Không phải đi đến căn hộ mới của nhà cậu, mà là về cái nhà cũ của cậu. Bạch Lạc Nhân mặt biến sắc. Nhà cũ một người cũng không có, vậy cậu về đấy đi thăm ai? Không biết, chỉ là tôi muốn đi thăm lại một chút. Đến phía trước là phải rẽ rồi, Bạch Lạc Nhân do dự một lúc. Được rồi, tôi đi với cậu. Cậu không về nhà báo trước là đã bình an sao? Bạch Lạc Nhân nói. Không cần, bố tôi chắc chắn là đã biết tôi không xảy ra chuyện. Mỗi lần tôi có nhiệm vụ quan trọng, quân đội đều giấu người nhà. Nếu như tôi thật sự mất tích cũng phải đợi cả nửa tháng sau mới báo về cho người thân. Điểm này thì cậu cũng biết, chỉ là cảm thấy Bạch Hán Kỳ nhất định đoán ra được điều gì đó. Hai người cùng về nhà cũ, cây táo trong vườn cũng đã bị chặt đi, khắp mặt đất đều là cỏ khô. Hồi trước có người đều không có cảm thấy nơi này lại cũ kỹ như vậy. Hiện tại cửa sổ bị khóa lại, gỗ đều mục nát, mái ngói tan tác. Trong lòng có một thương cảm không rõ tên. Cô Hải đến hôm nay vẫn nhớ y như cũ. Khung cảnh lần đầu tiên cậu đến đây, Bạch Lạc Nhân mặc một chiếc quần lót mà cãi nhau với bố của cậu. Cô Hải đẩy tay mở cánh cửa của phòng Bạch Lạc Nhân, trong đó tất cả đều quen thuộc. Đến cả cái lỗ trên đất cũng rất thân thiết, vẫn còn chiếc chừng đôi là sáng kiến của cậu, chiếc đồng hồ cũ đã từng rơi xuống chân của cậu. Bạch Lạc Nhân đẩy mở cửa phòng của ông bà nội, một đĩa dưa muối đặt trên bàn trong phòng, chiếc gậy ba tôn ở góc phòng. Cố Hải đứng ngoài, nhìn sóng lưng thẳng của Bạch Lạc Nhân trước căn phòng mênh mông trống trải đến vắng lặng. Cậu mãi mãi không quên hình ảnh của Bạch Lạc Nhân khom lưng giúp ông bà nội rửa chân và đứng lên xoa miệng cho ông bà nội. Mãi mãi sẽ không quên một cậu nhóc cả thân hình lạnh giá nhưng luôn đem lại cho người khác sự ấm áp. Chúng ta đi thăm mộ của ông bà nội đi, Cố Hải nói. Khi Bạch Lạc Nhân quay lại, đã cởi bỏ lớp thần sắc u buồn. Đừng có chúng ta, ai là người nhà với cậu? Đó là ông nội tôi, bà nội tôi. Đi thăm mộ ai cũng là tôi đi. Cố Hải nhếch môi cười. Tôi cũng làm phiên dịch cho bà nội của chúng ta hơn một năm đấy. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái. Khi lách qua người của cậu ta, khóe miệng chứa đựng ý cười. Có lẽ là đột nhiên cậu nhớ lại rất nhiều chuyện thú vị trước đây. Khi hai người đi đến cổng, Bạch Lạc Nhân bỗng dừng chân. Cố Hải cũng theo đó mà dừng lại. Cậu phát hiện ra cây hành gần ở cửa vẫn chưa bị chặt. Cái cây này sao không bị chặt nhỉ? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt đáp. Để cho Alan bầu bạn. Nó chết khi nào và tại sao lại chết? Chết 3 năm trước không có nguyên nhân. Chính là già rồi chết. Khi tôi về thì nó đã ở dưới đất rồi. Ngữ khí của Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ đau lòng. Cố Hải an ủi. Tính ra bao nhiêu năm, số lần nó hôn cậu còn nhiều hơn hôn cả tôi. Nó cũng sống đủ vốn rồi.
đi so đo với con chó. Bệnh lạc nhân cuốn theo một làn khí lạnh ra khỏi cửa. Hai người đến nghĩa trang, mỗi người cầm một bó hoa đặt trước bi mộ của ông nội bà nội của Bạch. Bệnh lạc nhân trầm mặc, không biết nói cho Cố Hải nghe hay cho chính mình. Khi ông bà nội của tôi đi, tôi đều không được nhìn mặt lần cuối. Cố Hải khẽ nói, như vậy cũng tốt, nhìn người thân tắt thở ngay trước mắt là ám ảnh cả đời không quên được. Bệnh lạc nhân mỗi lần đứng trước mộ phần của ông bà nội, tâm trạng đều vô cùng nặng. Hôm nay không biết có phải vì có Cố Hải không, tất cả những nút thắt trong lòng lại không đau như vậy. Cố Hải đứng bên cạnh mở miệng, ông, bà, là cháu có lỗi với hai người, là cháu cướp đứa cháu trai của ông bà đi. Do cháu làm ông bà ít được gặp mặt của cậu ấy nhiều lần đến như vậy. Cậu đừng có trước mặt ông bà của tôi nói năng linh tinh được không? Bệnh lạc nhân giận. Cậu đừng có ngăn lại, hãy để cho tôi nói nốt. Cố Hải quay đầu lại. Nếu như ông bà ở nơi chính suối vẫn còn chưa an giấc, thì cứ để cho cháu của ông bà tiếp tục phá hoại cháu đi. Cháu không có một lời oán hận. Quý thính giả vừa lắng nghe tập truyện Thượng Ẩn phần 2. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tác giả nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập truyện sắp tới.